Cay thế mà cũng ăn được. Nổi được da gà. Này, anh đang làm gì đấy? Anh đang anh Nhi à? Sao lại ở đây? Tôi á, tôi đang đi dạo. À. Phần anh sao mà cứ bò bò chừng chừng sau mấy cái ghế thế? Tôi bắt kiến. Bắt kiến? Thì tôi đang đi dạo, xong rồi thấy một con kiến trông nó cũng lạ lạ. Mà tôi nghe tiếng người ta nói là kiến lạ thì thường rất là độc. Mà vì an toàn của mọi người xung quanh thôi, tôi nghĩ là phải bắt nó. Cái con này nó không phải 3 khoang, nó phải là 4 khoang ấy. Hẳn 4 khoang luôn. Ừ, 4 khoang. Là tôi đúng không? Hả? Con kiến 4 khoang cực độc mà anh nói, chắc là tôi rồi. Vì anh đang đi theo tôi mà. Đúng không? Thơm quá. Bây giờ thì anh ở đây, rồi bò sau mấy cái ghế, rồi giả vờ bắt kiến nữa chứ. Ai giả vờ? Nói thật đi, anh theo tôi từ bao giờ? Này, tôi đi theo mấy con kiến 4 khoang nhá. Thế nào tự nhiên tình cờ tôi lại gặp cô ở đây thôi. Mà cũng có thể là cô đi theo tôi thì làm sao? Hay là cô theo dõi tôi đấy? Cái chuyện vô lý như vậy mà anh cũng nói cho được. Thôi, thú nhận đi. Tôi đi theo cô đâu mà nhận. Vớ vẩn. Tôi bảo chuyện khác cơ. Chuyện gì? Vô lý như thế mà cô không nghĩ ra được. Cái đó không phải là câu trả lời. Đó là cách lẩn tránh. Giống như cái cách mà anh vừa bước đi đó. Thì cũng có một chút lảng tránh thật. Vì nhìn cái điều bộ háo hức mong chờ câu trả lời của cô, nên tôi không nỡ nói ra sự thật. Không nỡ hay là không dám hả? Có gì mà không dám hả? Này, tôi nói cho cô biết nhá,
Nếu mà phải lựa chọn giữa việc thích cô với cả việc bị sét đánh ấy, tôi thà bị sét đánh còn hơn. Đừng có bàn tay tôi nữa. Này cô giận dỗi đấy à? Này, này cô cũng biết dỗi đấy à? Đứng lại. Ok. Cô càng thế tôi càng thích đi theo cô đấy. Sao? Nghe ngửi, đi ra.